chào mừng các bạn đã quay trở lại với ông khám phá các bạn thân mến đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn được mệnh danh là chúa tẻ trên bầu trời chúng là biểu tượng của sức mạnh lòng can đảm tầm nhìn xa và cả sự bất tử trong video ngày hôm nay hãy cùng với chúng mình đi tìm hiểu về top những trận đánh kinh điển đã làm nên tên tuổi của đại bàng trong thế giới động vật nhé Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những thông tin thú vị về loài chim này nhé. Đại bàng là một loài chim săn mồi cỡ lớn thuộc bộ ưng, lớp chim. Chúng sinh sống trên mọi nơi có núi cao và rừng nguyên sinh còn chưa bị con người chặt phá như bờ biển Úc, Indonesia châu Phi. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài động vật có kích thước nhỏ từ rơi tới kích thước to bằng một con nai Philippines tùy theo địa điểm sinh sống. Ví dụ như ở đảo Luzon thì thức ăn chủ yếu là khỉ, chim, cáo bay, cá. Còn ở đảo Mindanao là vượn cáo, rắn, thằn lằn. Thậm chí chúng ăn cả các loài động vật móng quốc như lợn con, chó nhỏ. Từ trên cao, đại bàng có thể bổ xuống với tốc độ cực nhanh để tắm gọn và nhanh chóng hạ gục con mồi. Đại bàng biển Seller là loài lớn nhất trong tổng số gần 100 loài đại bàng trên khắp thế giới. Cân nặng của chúng lên tới 10 kg. Tàu của đại bàng biển Stellar cao khoảng 15 tới 20 m được xây trên các cây lớn. Chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 70 tuổi, có thể xem là một trong những loài động vật có tuổi thọ cao nhất. Thế nhưng trước khi đạt tới độ tuổi này, đại bàng phải trải qua một khoảng thời gian khắc nghiệt và đầy đau đớn. Năm 40 tuổi, mỏ đại bàng trở nên yếu đi, bộ lông trở nên quá dày và nặng, rất khó để có thể bay nhanh và bay cao trên không trung. Đây là lúc mà đại bàng phải đưa ra hai quyết định, nằm chờ chết hoặc phải tự mình trải qua một cuộc lột xác đau đớn kéo dài 150 ngày. Tại tổ đại bàng trên đỉnh núi, nó sẽ đập mỏ vào mỏm đá cho tới khi gãy rời ra. Khi mỏ mới hình thành, nó lại bắt đầu bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt. Khi móng vuốt mới đủ chắc, nó lại tự nhổ đi từng sợi lông cho tới khi nhẵn nhụi và chờ lông mới hình thành. Một quá trình lột xác đầy đau đớn, nhưng chắc chắn rằng nếu không có một ý chí kiên cường sẽ không thể nào vượt qua được. Không những vậy, đại bàng còn được biết tới như một loài động vật thông minh và sẵn sàng đối đầu với thử thách, thể hiện rõ nhất qua cách chúng đối đầu với mỗi cơn bão. Không như tất cả mọi loài đều chạy trốn cơn bão, đại bàng sẽ bay lên đỉnh núi thật cao đứng chờ. Và khi cơn bão ấp tới, đại bàng sẽ tận dụng sức mạnh của cơn bão để đưa đôi cánh của mình bay thật cao lên bầu trời. Đối với đại bàng, cơn bão không hề là một điểm giữ, nó là đòn bẩy, là cơ hội để củng cố thêm quyền lực thống trị bầu trời. Và sau đây, mời các bạn tới với những trận chiến kinh điển của loài chim này. Đầu tiên, đại bàng hợp lực chó rừng truy sát linh dương. Trở thành mục tiêu để kẻ đi săn tấn công là một điều tồi tệ. Thế nhưng cùng một lúc, bị hai kẻ đi săn đuổi theo thì lại càng tồi tệ hơn. Đó là tình huống mà một con linh dương sen búc phải đối mặt. Nó đã bị một con đại bàng và hai con chó rừng đuổi theo đồng thời, khiến cho cuộc chiến sinh tồn càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, kết cục của cuộc chiến mới là điều khiến chúng ta bất ngờ, không phải đại bàng hay chó rừng mà kẻ chiến thắng cuối cùng lại chính là linh dương khi có thể trốn thoát khỏi những kẻ thù nguy hiểm này. Thứ hai, đại bàng bị trọng thương rơi xuống Vương quốc Khỉ và cái kết. Một con đại bàng bị thương ở một bên cánh đã không may rơi xuống Vương quốc Khỉ. Đó là một ngôi đền tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia đây là nơi có rất nhiều những con khỉ đuôi lợn và khỉ đuôi dài cùng sinh sống đại bàng là kẻ thù thường xuyên săn khỉ con để ăn thịt liệu rằng bầy khỉ có nhân cơ hội này để trả thù hay không bầy khỉ đã tỏ ra vô cùng tò mò khi thấy vị vua bầu trời bị thương và rơi xuống khu vực của chúng do đó những con khỉ đã bao vây con chim và thậm chí một số con khỉ hiếu động còn tiến tới tấn công con đại bàng rất may cho con chim là ngay sau đó những người cứu hộ động vật của Liên minh Động vật Hoàng dã đến giải cứu. Mặc dù vậy, người ta vẫn không biết nguyên nhân bị thương trước đó của đại bàng là gì. Thứ ba, hổ mang rừng tử chiến với đại bàng. Một con đại bàng ăn rắn lâu nông đã có một cuộc đối đầu không hề khoan nhượng với một con rắn hổ mang rừng dậm Đây là loài rắn bản địa ở châu Phi và cũng là loài rắn dài nhất trong chi rắn hổ mang thật sự với chiều dài có thể lên tới 3,1 mét và có thể thích nghi rất tốt với môi trường bán thủy sinh và được xếp là loài rắn rất nguy hiểm. Chúng là loài rắn cắn nhiều người nhất trong các loài rắn hội châu Phi và có thể gây tử vong cho nạn nhân sau 30 tới 120 phút nếu không được điều trị. Lý do là bởi vì chúng thường tiêm lượng nọc độc, độc lớn trong một lần cắn duy nhất. Tuy nhiên, đứng trước thiên địch của mình thì con rắn độc cũng trở nên bất lực. Đại bàng sau một hồi tham gia đối phương đã tung đòn kết liễu bằng cặp móng vuốt sắc nhọn cũng như chiếc mỏ cứng với những cú mổ đầy uy lực. Thứ tư, đại bàng kịch chiến này lửa với đồng loại săn con mồi. Mùa đông lạnh giá luôn là thử thách đối với bất cứ sinh vật sống nào và chúa tể bầu trời cũng không phải là ngoại lệ. Với sải cánh dài tới 2 mét và đôi mắt có thể nhìn xa tới 3km, một con đại bàng vàng lang thang tìm kiếm thức ăn nhiều ngày liền, nó đã phát hiện ra một cái xác cáo đang được bảy quạ diệt thịt. Vốn thích ăn thịt tươi sống nhưng món thịt đông lạnh này cũng không phải là lựa chọn tôi trong mùa lạnh giá với thức ăn vô cùng khan hiếm này. Những con quà liên tục làm phiền vì bị cướp thức ăn. Thế nhưng, đó không phải là tất cả trở ngại của đại bàng. Một con đại bàng vàng khác to lớn hơn đã bay tới cướp thức ăn của nó. Trận chiến sau đó nổ ra nảy lửa và kẻ to lớn hơn này đã chiến thắng như một quy luật tất yếu của tự nhiên. Thứ năm, đại bàng rơi vào tay bầy sư tử, và cái kết đầy bất ngờ cho chú tẻ bầu trời tại khu vực vườn quốc gia Masai Mara, một khu dự trữ thú săn lớn nằm ở Narok Kenya, một cuộc đối đầu hiếm thấy đã diễn ra giữa chú tẻ bầu trời và những vị vua dưới mặt đất. Đó là trận chiến giữa đại bàng và bầy sư tử. khi bị rơi vào tay kẻ thù, thì số mạng đại bàng gần như đã được an bài vì nó không thể phát huy lợi thế trên không của mình. Hơn nữa, số lượng áp đảo của sư tử cũng khiến đại bàng không có cơ hội phản công. Thế nhưng thế sự đâu có gì là tuyệt đối. Trong lúc gần như tuyệt vọng nhất thì một bất ngờ đã xảy ra. Nhân lúc bảy sư tử lơ là, đại bàng đã tung cánh bay lên trời và thoát chết trong đường tờ kẽ tóc một cách ngoạn mục. Một trận đấu mà sư tử đã có quá nhiều lợi thế trước đối thủ của mình, tuy nhiên cái kết cuối cùng lại hoàn toàn bất ngờ. Sáu đại bàng và cò Nghĩ đại bàng bị nhớt không làm được gì, cò cướp thức ăn và bị trừng phạt nặng nề. Con cò đã lập tức phải trả giá vì điều này. Nó đã lợi dụng chiếc cổ dài của mình hỏng cướp lấy miếng thịt ngay trước mặt đại bàng. Nhưng ngay sau đó, đại bàng đã cho cò một bài học vô cùng đắt giá. Nó đã giả vờ làm rơi miếng thịt gần song sắt để dụ con chim thò đầu vào. Tiếp tới là đòn tấn công nhanh như điện và vô cùng chuẩn xác để tóm lấy đầu con cò. Nếu không có may mắn thì có lẽ rằng con cò đã không còn sống sót sau khi bị đại bàng tóm được. Thứ bảy, Cuộc chiến tàn khốc giữa chim đại bàng và rắn biển Phần lớn động vật nhỏ dưới biển ít khi bén mảng tới gần loài rắn độc sọc ngang này. Trái lại, mối nguy hiểm đối với loài rắn này đến từ bầu trời. Video ghi lại một cuộc kịch chiến của đại bàng và rắn cạp nia biển ở ngoài khơi vùng biển Malaysia. Rắn cạp nia biển dùng phần lớn thời gian của mình ở dưới nước, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ngoi lên mặt nước để thở, và đó chính là lúc nguy hiểm thường ập tới. Từ trên cao, đại bàng bụng trắng vốn được mệnh danh là chúa tể bầu trời đang đi kiếm ăn và nhanh chóng nó đã trông thấy con rắn. Nhanh như chớp, kẻ săn mồi lão luyện dang rộng đôi cánh lao xuống nước, sau đó sử dụng móng vuốt sắc nhọn từ đôi chân chắc khỏe để ghi chặt phần đầu con rắn và bay lên cao. Con rắn vẫn không khuất phục, giữa không trung nó chống trả quyết liệt, tìm cách thoát khỏi móng vuốt đại bàng. Nó cuốn chặt chân đại bàng, tìm cách phun nọc độc vào đối phương đại bàng có lúc đã phải nhả một chân vì sự quyết liệt của rắn. Tuy nhiên, phun độc trong không trung không phải việc dễ dàng với một con vật sống dưới nước như rắn. Sau một hồi chống trả, rắn vẫn thua cuộc và trở thành bữa ăn no cho đại bàng sau khi về tới tổ. Qua thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về top những trận đánh kinh điển làm nên tên tuổi của đại bàng trong thế giới động vật. Và nếu bạn cảm thấy những thông tin trên là hữu ích thì đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!